Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay là ngày 18 tháng 10 và chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một trong những cái dòng động cơ xăng rất là ok trong cái phân khúc tầm tiền. Tức là nếu mà các bạn không có quá nhiều tiền để mua những cái động cơ xăng của Honda hay là của Mitsubishi mới, và các bạn cũng không có tiền để và các bạn không thích, tức là không thích mua động cơ cũ, các bạn chỉ có ví dụ tầm khoảng 3 triệu, hơn 3 triệu một tí mà các bạn muốn mua một chiếc máy động cơ mới hàng chất lượng, thì ở cái mức tầm tiền đấy thì hôm nay chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn một cái lựa chọn rất là ok, đó chính là chiếc động cơ xăng Lifan. Chiếc động cơ xăng này là chiếc động cơ xăng tua chậm, công suất của nó là 200cc, tương đương với cả 6.5 HP, cốt xéo tua chậm nhá. Đây là một trong những cái động cơ mà rất được nhiều khách hàng ở miền Tây thích, với cái tốc độ tua chậm thì người ta các cái bác khách hàng ở miền Tây hay chạy vào vỏ lái, chạy vào ghe thuyền thì nó phù hợp luôn. Rồi chúng tôi sẽ giới thiệu qua cho các bạn để các bạn có thể thấy rõ hơn về động cơ Lifan. Lifan là một cái thương hiệu của tập đoàn Lifan, thì các bạn không lạ gì rồi, nếu mà các bác nào mà trung tuổi thì cũng hiểu rằng Lifan là một thương hiệu của nội địa Trung Quốc, do đó hàng của nó rất là chất lượng, nó khác những hàng trôi nổi trên thị trường nhé các bạn nhé. Thì các bạn hiểu là Lifan nó là tập đoàn của Trung Quốc, tập đoàn thuộc loại như kiểu trung ương ấy. Hàng của nó toàn xuất đi những nước châu Âu thôi, nên các bạn có thể thấy được chất lượng rất là tốt. Ngay kể cả ngày xưa các bạn tiếp xúc với những cái xe máy mà của Lifan hay của Longxin ấy, nếu mà đúng của tập đoàn ra chất lượng cực kỳ ok luôn, nó cũng không quá là kém. Đấy, thì nếu mà ai đã tiếp xúc với những cái xe máy như Segway, xe Gem của Lifan thì các bạn biết được chất lượng của nó rất tốt. Quan trọng là cái mức giá của nó cũng khá là phù hợp. Rồi, chiếc này thì các bạn có thể thấy được cái thiết kế của nó, thì nó có cái màu cam kết hợp màu đen và màu xám, trục giật của nó màu xám, phụ tùng phụ kiện thay thế thì nó tương đương với cả máy Honda luôn. Nên là các bạn không ngại về cái vấn đề thay thế sửa chữa khi mà hỏng hóc nhé các bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chi tiết để các bạn có thể thấy được từng chi tiết của nó. Thứ nhất là cái nắp xăng của nó, thì các bạn có thể thấy là nắp xăng của nó là ở bên trên là nhựa để nó giúp các bạn khi mà chạy ở ngoài trời nó có thể chống rỉ cách tốt nhất. Thứ hai là cái nắp của nó là nắp gen chống tràn, nó không phải như những cái nắp gài khác mà cái nắp này là nắp gen, thì các bạn khi mà đổ xăng vào các bạn vặn vào thì nó sẽ chặt hơn. Thứ ba là cái ở nắp xăng này nó có hàn một cái dây thép sắt để các bạn có thể cố định, tức là khi mà các bạn ví dụ lắp lỏng như này chạy, trên quá trình chạy nó rung lắc nó bị tay mất nắp thì các bạn không sợ vì nó đã có cái dây giữ lại rồi, giống như chúng ta gọi là xích ấy. Đấy, trên bình xăng lớn thì có dòng chữ Lifan được dập nổi luôn trên bình xăng lớn, nên là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm được đây là hàng công ty 100% luôn, chất lượng rất ok. Rồi bên hông đấy là bên trên bình xăng lớn thì có chữ Lifan dập nổi để khẳng định lại cái thương hiệu của nó. Bên hông này thì các bạn có thể thấy được cái dòng chữ Lifan bằng tem phản quang màu trắng cực kỳ đẹp, nhìn rất là tem nổi luôn ấy. Các bạn thấy không, gờ nổi luôn lên này, rất là ok nhá. Ngay cả phần thiết kế bình xăng thì các bạn có thể thấy được nó như bình thường ấy, thì những cái bình xăng của Trung Quốc nó sẽ bắt thẳng vào cái bốn cái chân ốc này. Nhưng cái Lifan này thiết kế rất là hay, nó sẽ có một cái miếng sắt khác bắt ở bên dưới này để cố định cái vị trí. Rồi cái bình xăng chúng ta thấy nó sẽ nối bắt nối lên chồng lên trên bằng bốn con ốc đây, 1, 2, 3 và 4. Thì giữa các cái con ốc này nó sẽ có cái cao su, thì để cho các bạn có thể hiểu được cái bình xăng này nó sẽ không bị chạy rung lắc, nó sẽ không bị cứng, không bị cựa. Khi mà cựa ấy, nó sẽ không bị phía lốc này va chạm vào để nó bị dẫn đến hiện tượng móp méo bình xăng. Tuy là một cái chi tiết rất là đơn giản thôi nhưng mà nó cũng thể hiện sự tính toán rất là kỹ của nhà sản xuất. Đó, công tắc thì các bạn có thể thấy là công tắc gạt tắt mở rất là chuẩn luôn. Rồi là dây điện thì các bạn có thể nó bọc một cái lớp nhựa ở đây để chống cái hiện tượng bị đứt, bị dò điện. Rồi trên tai lốc này nó có để một cái vị trí ốc vít chờ để các bạn có thể đấu thêm những cái gì đó vào một cách gọi là sơ cua. Ngay kể cả trên mặt bảo vệ phần trước này, các bạn có thể thấy nó có luôn dập vào logo Lifan này, rồi là tem Lifan này, phản quang này, một số 8F này, 2L nhá. Đây là mã F2L là mã tua chậm, còn mã mà tua nhanh là 168F thì là 5.5, 168F2C thì là động cơ 200, 168F thì là 160, tương đương ấy. Khóa xăng thì sẽ đi kèm với chế hòa khí luôn, các bạn có thể thấy nó khóa xăng liền luôn nhá. Chế hòa khí của nó thì cũng chất lượng đấy. Rồi phần bô e của nó thì các bạn có thể thấy bô e nó hít gió bên hông chứ không phải như những cái động cơ khác bị kín mà hít gió dưới lên, cái này nó hít gió bên hông thì giúp cho cái không khí sạch nó sẽ vào, giúp cho nó bảo vệ buồng đốt cũng như là bảo vệ cái phần động cơ. Rồi chế hòa khí của nó thì các bạn có thể thấy được cái chế của nó là chế Kenduri,
thì cái chế này cũng khá là ok, một cái thương hiệu chế rất là mạnh, của Trung Quốc. Đó, thì nó sản xuất trên công nghệ của động cơ Japan Design by in Japan. Chế này là chế Kerudi nhá. Rồi, nắp spark OHV, công nghệ OHV máy nằm chạy rất êm nhá. Rồi, các bạn có thể thấy được luôn là ngay phần bô này, bô bình thường các bạn thấy những cái động cơ Trung Quốc khác thì nó chỉ có cái phần tai bô này bắt lên thôi. Còn cái ly phăng này thì các bạn có thể thấy được nó có thêm một cái phần gia cố tai để bắt thêm, tức là nó sẽ tiếp block bằng 3 điểm thì nó sẽ an toàn hơn. Tức là khi các bạn chạy những cái cổ bô này nó sẽ bị nóng rồi nước vào nó sẽ bị tác động của thời tiết thiên nhiên, nó sẽ rất giòn, rất dễ bị gãy. Nhưng nó có thêm một cái tai gia cố như thế này giúp nó tăng bảo vệ phần động cơ hơn, bảo vệ phần bô luôn. Nó sẽ không bị khi các bạn chạy ở cường độ làm việc máy xây dựng ấy, nó rung lắc cực kỳ thì nó sẽ hoàn toàn rất là yên tâm. Rồi, ngay kể cả bên lốc thì các bạn có thể thấy được nó có số series riêng. Cái này là một cái mà chỉ có hãng mới làm được thôi. Còn không có một cái thương hiệu máy động cơ tàu nào có luôn. Tức là mỗi chiếc máy nó sẽ có một số series khác nhau các bạn nha. Ví dụ như các bạn mua máy cơ xích thì mỗi cái máy cơ xích chính hãng nó sẽ có một số mã series khác nhau. Hay kể cả các bạn mua điện thoại hoặc là các bạn mua những cái hàng chính hãng xịn ấy, hàng chính hãng nhá, thì mỗi cái máy nó sẽ có một số series khác nhau để nó bảo vệ, bảo hành, rồi để nó có thể đánh dấu thứ tự. Đó là một cái điều mà chúng ta cực kỳ lưu ý. Cứ hàng xịn, ví dụ như các bạn thấy ô tô này, số series riêng, từng cái riêng. Máy cưa hoặc là máy cắt cỏ Thụy Điển đi, mỗi cái nó sẽ có một số series riêng. Hoặc các bạn có thể thấy máy phát điện Kama nó cũng phải có một số series riêng. Tức là mỗi cái máy nó sẽ có một số series riêng để cho hãng nó có thể nắm được số thứ tự bao nhiêu. Còn có cơ chế bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng. Đó thì đó là một cái yếu tố rất nhỏ thôi, các bạn để ý thì các bạn cũng sẽ thể hiểu được. Ngay những cái loại động cơ khác thì không bao giờ có cái điều đấy. Đó là một cái yếu tố rất là ok để các bạn có thể đánh giá được cái máy nào là cái máy của nhà máy lớn. Rồi, đây là bộ phận truyền nhông giảm tốc. Thì chiếc này là tua chậm, cái tốc độ của nó sẽ rơi vào tầm 1.800 vòng trên phút. Thì với cái việc sử dụng động cơ chậm này thì các bạn có thể lắp chạy tải rất là ok. Tức là tời kéo rồi là chạy vào những cái xe chở hàng thì nên dùng máy tua chậm, hay là chạy vào máy sới thì nên dùng máy tua chậm, hoặc chạy vào những cái động cơ chạy vào những cái đầu xịt áp lực ấy thì phải chạy tua chậm để cái tải của nó khỏe hơn nha các bạn nhá. Rồi, đến bây giờ thì chúng tôi cũng đã nói qua một vòng về cái động cơ xăng cốt xéo tua chậm 200cc của Lifan, một cái thương hiệu của tập đoàn lớn. Nếu các bạn thấy video này hay, vui like, subscribe kênh, chia sẻ, bật chuông thông báo để liên tục cập nhật những video mới nhất. Hứa hẹn chúng tôi sẽ đưa ra hoặc sẽ làm những cái video giới thiệu về nhiều cái động cơ xăng chất lượng hơn để các bạn có thêm nhiều lựa chọn cho cái công việc của mình, cho nó phù hợp với tài chính của mình. Chúc các bạn sau khi xem xong video này có thể lựa chọn được cho mình những chiếc máy tốt nhất, phù hợp nhất với cả nhu cầu công việc. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ like, subscribe kênh YouTube của Điện Máy Minh Sơn nhé. Vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký để theo dõi kênh. Nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới.